Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Lần trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn về cái mẫu laptop Dell Latitude E7440. Thì cái mẫu đó là cái mẫu có màn hình là 14 inch. Thì nó sẽ có một cái kích thước nó cũng gọi là vừa phải. Thế tuy nhiên là đối với một số bạn ấy thì các bạn ấy thích một cái mẫu laptop Dell mà có cấu hình, có một cái kích thước nó nhỏ gọn hơn. Thế thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho bạn một cái mẫu laptop của Dell có mã hiệu đó là Latitude E7240. Đấy, thì cái mẫu này nếu mà so sánh sang với cả cái mẫu lần trước ấy, thì nó sẽ có một cái màn hình nó bé hơn. Màn hình của nó sẽ rơi vào khoảng 12.5 inch, nghĩa là sẽ bé hơn một chút so với cái màn hình 4 inch kia. Đấy, nhưng mà được cái là chúng ta vẫn sẽ có SSD 128GB, có chip Core i5 đầu 4 này. Thế rồi là cái phần vỏ thì sao? Chúng ta sẽ có phần vỏ này là vỏ nhôm nhé các bạn nhé. Và khung ấy thì là hợp kim Magie. Đấy, và cái mẫu laptop này thì như giá niêm yết ở trên website của Tín Phát Laptop thì sẽ là 6.690.000 đồng. Đấy, tuy nhiên nếu các bạn mua hàng tại đợt này thì Tín Phát Laptop sẽ giảm cho các bạn thêm 1 triệu đồng nữa, nghĩa là giá sẽ chỉ còn là 5.690.000. Và vẫn chưa hết, nếu các bạn mua hàng qua kênh Dương Dê, các bạn nhập mã Dương Dê 300 nếu mua hàng online hoặc đến trực tiếp cửa hàng với bất kỳ một sản phẩm nào nhé, chứ không chỉ riêng gì sản phẩm này, bất kỳ sản phẩm nào đến cửa hàng nói là em xem qua kênh YouTube của anh Dương Dê, mặc định giảm tiếp 300.000 đồng cho các bạn nữa. Nghĩa là mức giá của sản phẩm này mới chỉ rơi vào khoảng hơn 5 triệu thôi. Với hơn 5 triệu, những giá trị mà Tín Phát Laptop mang lại đó là bảo hành trọn đời cho các bạn với cái mẫu máy này, cũng như là win được cài đặt trên này là win bản quyền. Đấy, còn mẫu máy này như nào, chúng ta hãy xem phần đánh giá rất chi tiết ngay sau đây có phần trình bày của admin Kha. Rồi, và hôm nay thì mình sẽ lại giới thiệu cho các bạn một mẫu laptop tiếp tục là thuộc dòng Latitude của Dell. Và cái chiếc laptop này thì cũng được ra mắt vào năm 2013, tương tự như là chiếc Latitude E7440 đó. Nói chung là về cơ bản ấy, thì cái form thiết kế nó sẽ tương tự như là E7440, nhưng mà mình cũng sẽ đọc lại cho các bạn. Đó chính là đầu tiên về phần chiều dài thì chúng ta sẽ có là 31cm, chiều rộng thì chúng ta sẽ có là 21cm, cùng với đó là độ dày của nó là 2cm. Đó, bề nguyên y chang so với lại là trên cái chiếc E7440 xuống luôn. Tuy là con này nó có cùng cái kích thước số đo ba vòng như vậy, nhưng mà cái kích thước màn hình nó đã được thu nhỏ lại còn 12.5 inch, cùng với đó là độ phân giải màn hình xuống còn là HD+. Ngoài ra thì con này nó còn có một cái trọng lượng nhẹ hơn nữa, đó chính là chỉ có là 1.34kg so với là 1.67kg trên cái chiếc Latitude E7440. Cho nên là về cơ bản mình thấy rằng là nó cho mình một cái cảm giác nhỏ gọn cũng như là nhẹ nhàng hơn so với lại cái chiếc Latitude E7440 trước đó. Thật sự rằng là để con này trên đùi thì rất là thoải mái và cảm giác như nó như không có gì luôn các bạn à. Khi mà cảm giác mình gõ phím cũng như là thao tác chuột trên con này ấy, thì rất là thoải mái luôn. Mặt ngoài của máy thì được hoàn thiện từ vỏ nhôm, cùng với đó là có một logo Dell được mạ chrome đặt ở trung tâm. Như mọi dòng Latitude thì trên E7240 thì nó vẫn có cho chúng ta đó chính là tiêu chuẩn độ bền của quân đội Mỹ STD-810G. Trong cái phân khúc giá mà chỉ có là 5.5 triệu như thế này các bạn nhé, nhưng mà các bạn vẫn có được cho chúng ta đó chính là một cái tiêu chuẩn độ bền này. Chưa kể là nó có một vỉ ngoài thiết kế gọi là cũng khá là sang trọng nữa, thiết kế kim loại cơ mà. Bên trong thì được gia công bởi là sợi carbon cực kỳ chắc chắn. Ngoại trừ thì cái phần viền màn hình nó hơi dày, tại vì về cơ bản là đây là form thiết kế cũ rồi của năm 2013, cho nên chúng ta cũng không thể nào đòi hỏi hơn được so với cái số tiền mà các bạn bỏ ra ở thời điểm hiện tại, đúng không nào? Về phần cổng kết nối thì một khi các bạn đã sở hữu cái dòng Latitude thì các bạn cứ yên tâm, nó sẽ không thiếu cho chúng ta một cái cổng kết nối nào cả. Đó, ở phía đằng trước thì cũng tương tự như là trên E7440, chúng ta sẽ có hai dĩ loa được đặt đối xứng cạnh bên này. Đó, cho ra chắc âm là chống điếc. Thật sự là đúng là cái loa này chỉ để chống điếc thôi, nhưng mà nghe dần thì các bạn sẽ quen thôi. Bên cạnh trái thì chúng ta sẽ có là một khe SD này, một jack 3.5 này, một cổng USB 3.0 và một cổng DisplayPort. Bên phải chúng ta sẽ có là một khe smart card này, một phím cứng dùng để bật tắt wifi và một khe tản nhiệt. Các bạn lưu ý là với cái phím cứng bật tắt wifi này, nhiều lúc thì khi các bạn mà vô tình tắt nó đi ấy, thì khi các bạn mở lên không thấy cái phần icon wifi ở bên dưới Time Search Bar, thì lúc đó chắc chắn 100% là các bạn đã tắt cái phím cứng wifi này rồi, cho nên bắt buộc các bạn phải mở lên thì nó mới hiển thị cái biểu tượng wifi trên cái Time Search Bar. Cuối cùng thì ở phía đằng sau chúng ta sẽ có đó chính là một cổng sạc 65W này, hai cổng USB, một cổng HDMI, cùng với đó là một cổng mạng LAN. Đó, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà về tổng thể thì như vậy là nó đã quá đầy đủ cho chúng ta tất cả các cổng kết nối rồi trên cái chiếc Dell Latitude E7240 này. Về phần màn hình thì con này nó sử dụng tấm nền đó chính là WXGA cho độ phân giải là HD+, với mật độ điểm ảnh cho ra là 125 PPI, có công nghệ chống chói.
Với thông số như thế này thì về cơ bản là chỉ đủ nhìn thôi các bạn à, gần như là không thể nào đòi hỏi cao hơn được. Nghe đến cái tấm nền WXGA thì thật sự là nó chả có gì để đáng nói về mặt hiển thị nữa rồi. Tại vì là những cái công nghệ mà được trang bị trên này ấy, nó chỉ là đủ thôi. Đó, đủ và tốt nhất trong cái tầm giá thôi, chứ chúng ta không thể nào yêu cầu cao hơn được. Đối với cái tấm nền WXGA này, thứ nhất là độ sáng nó không cao này, chất lượng hiển thị chi tiết ở trung bình này, tại vì dù sao thì với kích thước là 12.5 inch, cho độ phân giải là HD cộng thì chúng ta không thể nào yêu cầu cái chất lượng chi tiết nó sắc nét được. Cùng với đó thì màu sắc cũng chỉ là ổn thôi. Nhược điểm lớn nhất trên cái tấm nền WXGA này đó chính là nó trong một cái góc nhìn hẹp, nhìn từ trên xuống dưới hay từ trái qua phải thì chúng ta đều gặp cái hiện tượng đảo màu, mà đảo màu nặng luôn các bạn à. Thật sự rất là khó chịu trên cái tấm nền này. Còn về phần hiệu năng thì cũng tương tự như là trên E7440. Trên con này thì nó cũng được trang bị con chip đó chính là Intel Core i5-4300U với GPU là HD Graphics 4400. RAM được trang bị trên này thì là 4GB, bộ nhớ SSD là 128GB. Với những cái thông số như thế này thì lại là được mình đánh giá rất là cao so với cái phần màn hình kia. Đây là điểm sáng của trên cái con laptop này. So với cái chiếc laptop E7440 có màn hình là Full HD thì trên cái con E7240 này nó chỉ có màn hình là HD cộng thôi, cho nên là nó sẽ cho ra hiệu năng nhỉnh hơn so với là màn Full HD. Về cơ bản thì với mức hiệu năng như thế này thì đối với những tựa game như là Đột Kích này, Liên Minh Huyền Thoại thì các bạn vẫn có thể chơi được ở mức độ hỏi là trung bình. Nhưng thật sự thì mình vẫn khuyên các bạn rằng là chỉ nên làm những cái tác vụ nhẹ về học tập cũng như là văn phòng thì nó tốt hơn. Đối với lướt web thì khi mà mình mở 10 tab, đây là 10 tab các bạn nhé, trong lúc mình soạn kịch bản cũng như là chuẩn bị các thông tin về sản phẩm ấy, thì mình cũng có mở Facebook này, YouTube này, cùng với đó là Genka, ZM Manera, thì nó cho ra một cái phản hồi khá là nhanh. Thật sự thì nó cũng không hẳn là quá là mượt mà, tuy là cái phản hồi nó hơi chậm nhưng mà nó vẫn đảm bảo được cái tốc độ duy trì của mình, nó không khiến mình quá khó chịu. Điều này cũng chứng minh rằng là với 4GB RAM thì nó cũng đã quá đủ cho những cái tác vụ nhẹ nhàng hoặc là trung bình rồi. Nhiệt độ của con này mà khi mà làm những cái tác vụ nhẹ thì cho ra là cực kỳ thoải mái luôn. Còn về phần bàn phím thì mình cực kỳ thích cái kiểu bàn phím mà tràn ra hai cạnh như thế này. Nó cho mình một cảm giác cái kiểu như là nó rất là sexy. Với cái form là chống tràn này, có cái thước phím tầm trung này, hành trình phím sâu này, gõ phím nhanh rất thích. Còn về phần touchpad thì nó cũng sẽ tương tự như là trên E7440. Đó chính là rít và rất khó rê chuột. Nó không nhạy cộng với nó rít nữa cho nên là nó gây cho mình rất là khó chịu. Nhưng mà để giải quyết vấn đề này thì cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần đó chính là sử dụng chuột được tặng từ laptop tiếng Pháp. Đơn giản vậy thôi. Còn về phần pin của con này thì tác vụ nhẹ thì trụ được hơn khoảng 3 giờ. Đây là cái điểm mà mình thấy là cải thiện hơn so với cái chiếc E7440. Tại vì về cơ bản là cái kích thước màn hình cũng như là cái độ phân giải màn hình nó sẽ giảm hơn một bậc so với là cái E7440 rồi, đúng không nào? Còn đối với những tác vụ nặng thì các bạn đơn giản chỉ là vừa cắm vừa sạc thôi. Đó. Rồi, ok. Và các bạn nghĩ sao về chiếc máy này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Xin chào và tạm biệt.